Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review một chai nước hoa của nhà Roja Perfumes, đó là Creation E mà dành cho nữ. Thì chai nước hoa này ra mắt vào năm 2013, giá tiền của nó là 50ml giá $485. Giống nước hoa của nó là hương hoa phương đông. Hương đầu của nó gồm có mùi cam bergamot nè, rồi hoa cam với lại chế đạo. Hương giữa của nó gồm có hoa lan, hoa lài, hoa hồng, hoa vòi voi với lại hoa phong lữ. Hương cuối của nó gồm có vani, gỗ đàn hương, hoắc hương, rễ cây diên vĩ, xạ hương và long diên hương. Thì nhận xét của mình về cái chai nước hoa này á là cái mùi hương của nó các bạn, nó hòa quyện chung với nhau rất là mượt. Đó, nó không có một nốt hương nào nó vượt trội hơn hẳn những cái nốt hương còn lại. Có một số nốt hương mình ngửi được giống như là xạ hương nè, cái mùi chai đào với lại hoắc hương là rõ nét. Tóm tắt lại, chai nước hoa này là sự kết hợp của rất là nhiều loại hoa và trái cây. Nó rất là tươi mát, nữ tính và nó trẻ trung, đó, rất là sang. Nói về độ lưu hương của nó các bạn, chai này lưu hương rất là lâu. Hồi sáng á, mình đem cái chai này đi làm á, cái mình xịt cho sếp mình vô cái khuỷu tay các bạn, mà nó lưu hương cho tới chiều luôn các bạn. Nói về độ tỏa hương á, thì chai nước hoa này nó lưu hương trong không khí rất là tốt. Tuy cái mùi hương nó nhẹ nhàng thoang thoảng nhưng mà nó không có bị lu mờ, có nghĩa là các bạn vẫn ngửi được, những người xung quanh họ vẫn ngửi được cái mùi hương này. Nó rất là nhẹ nhàng, nó thoang thoảng, rất là dễ chịu. Đó. Rồi sau khi mà sếp mình đi các bạn, giống như là đi ngang qua mình á, mình vẫn ngửi được. Hoặc là giống như đi trước mình đi phía sau á, cách khoảng chừng 6-7 bước á, vẫn ngửi được. Đó. Nó lưu hương trong không khí rất là tốt. Thời điểm hương dùng của chai này á, thì dùng vào mùa xuân, mùa hạ, mùa thu. Đó. Dùng vào dịp gì á, thì chai này nó rất là sang các bạn nên dùng để đi hẹn hò, hoặc là đi ăn tiệc, đi đám cưới rồi, hay đi họp rồi. Xịt bao nhiêu lần á, thì chai này nó mắc tiền quá, cho nên mình nghĩ với đại nó lưu hương cũng rất là lâu, cho nên mình nghĩ các bạn xịt từ 1 tới 2 shot là quá đủ rồi. Độ tuổi khuyên dùng thì chai này từ 25 tuổi trở lên, tại nó có cái phần cứng, nó giống như là nó không có già lắm các bạn, nó không có qua ngưỡng cửa 30, mà nó tầm trong khoảng mấy bạn nữ 20 mấy trở lên á, xài là được rồi. Tính cách là rất là quyến rũ, tự tin, sang trọng và nữ tính. Chấm điểm của chai này á, là giá tiền nó mình chấm nó 2/5, rất là mát các bạn, $485. Mình thật sự mà mình tới thời điểm này luôn á, mình vẫn không có cái ý định mà bỏ $485 để mua một chai nước hoa của nhà Roja, tại vì nó chỉ có 50ml thôi, rất là mắc. Tuy cái chai nước hoa nó đẹp nhưng mà rất là mắc tiền, mình mua không có nổi. Độ hấp dẫn của nó thì mình chấm nó 5/5 các bạn. Thực sự cái mùi hương này các bạn, khi mà xịt lên người sếp của mình á, phải nói nó rất là nữ tính mà rất là dễ thương các bạn. Đó, rất là dễ thương, mặc dù sếp mình là 44 tuổi nhưng mà cái mùi hương nó rất là trong và nó rất là sạch, nó dễ thương lắm, nó hoa, nó mềm mại, rất là tuyệt vời các bạn, mà nó lưu hương trong không khí vậy. Nhưng mà có một cái là ở cái mùi hương này nó không có cái gọi là cái nhớ các bạn, hiểu không? Như là ngửi ngay thời điểm đó thì các bạn thích nó thôi, nhưng mà sau khi mà đi rồi thì các bạn không có ấn tượng gì, các bạn hiểu không? Đó. Độ lưu hương nó thì 5/5, độ tỏa hương nó thì 4/5, độ linh hoạt của nó thì 5/5, thì tổng số điểm của chai này là 4,2/5 điểm. Đó. Thì nói chung á, là cái chai này á, các bạn sếp mình cũng rất là thích. Sếp mình nói là cái này là sample Elysium, là sáng mình đem hai cái này đi theo. Thì các bạn biết không? Sáng mình cho sếp mình ngửi khoảng 5 chai. Đó là Roja Creation E nè, rồi Roja Elysium nè, Crit Aventus nè, Portrait of a Lady, với lại hình như Roja Elixir. Các bạn biết không? Bữa các bạn nhớ mình nói là sếp của mình chấm cái chai Aventus là 9/10 điểm không? Bữa này lại chấm cái chai Elysium 9,5/10 điểm. Cái mình mới nói trời, nghĩ làm sao? Nghĩ làm sao mà chấm cái mùi Elysium, mùi nó nhân tạo, nó mình thật sự mình nói giống như cái mùi nó không có tệ các bạn, nhưng mà cá nhân mình lại thích Aventus hơn. Nhưng mà sếp mình nói là I don't care, tại vì cái mùi Elysium á, sếp mình ngửi rất là mê các bạn. Sếp mình hỏi mình cái chai tên gì, cái mình mới đánh lên máy tính là Elysium, cái sếp mình mới in cái giấy ra xong ghi tên, hỏi mình cái này mua ở đâu, mình mới nói là cái trên cái chỗ mình hay mua.
Xong sếp mình ghi xuống rồi sếp mình nói chai này là 50 ml là 485 phải không? Rồi mình nói đừng nói tôi là bà tính mua nha. Sếp mình nói là đúng rồi, tao mua tại vì tao xài nước hoa ít lắm, tại vì giống như Gucci NV á, sếp mình mua chai 100 ml á, sếp mình xài cũng hơn hơn 2 năm á các bạn. Đó xài rất là ít, mỗi ngày như không giống như không phải ngày nào cũng xịt, nhưng mà nếu mà khi mà sếp mình xịt á, sếp mình xịt có một sớm một duy nhất thôi, tại vì sếp mình nói á, là khi mà tao sử dụng nước hoa tao không có muốn là giống như cái mùi nước hoa nó dọng vô mũi người ta, hiểu không? Ấy là nhiều người họ xịt nước hoa nhiều quá các bạn, hiểu không? Đó giống như cái mùi hương nó dọng vô mũi sếp mình nói vậy đó. Punch to the nose đó. Thì sếp mình xịt ít lắm, giống như Aventus cũng vậy, sếp mình xịt cũng một shot thôi. Thì sếp mình nói là cái mùi này ví dụ như tao mà mua cái chai nè, tao xài 50 ml, tao xài cũng lại cũng hơn 2 năm, tại vì thứ nhất là mất tiền, tại vì sẽ dành để dùng đi hẹn hò, để đi đi chơi đồ á. Với lại là tao xịt ít lắm, tao thích cái mùi hương này nó rất là nhẹ nhàng. Đó, cái Elysium á. Mình không biết sếp mình nói là cái mùi này phải của nữ không, nó không, cái này của nam, nó tao thấy nó unisex á mày đó Elysium này. Mình nói tao tôi không biết, nhưng mà cái này nó nước hoa nó làm cho nam đó. Xong mình đưa cho anh coi này Elysium Pour Homme nè đó, sếp mình nói tao không biết tại tao ngửi cái mùi nó ngọt ngọt cho nên tao nghĩ tao xài được, thì sếp mình đang để dành tiền để khi nào mà đủ tiền sẽ mua chai này đó. Thì nói chung á là rất là vui các bạn, giống như là bây giờ mình có thêm ý kiến của những người xung quanh để mình review cho nó thực tế, là khi mà mình cho họ ngửi mấy cái này á, thì họ cảm thấy sao thì mình chia sẻ với các bạn như vậy. Thì xong, đúng rồi, mình cho sếp mình ngửi thêm cái mùi cũng của nhà Roja, nó là chai Danger dành cho nữ. Thì cái mùi hương đó, nó thực sự các bạn, nó già lắm các bạn, nó giống như là Chanel number 5 gì đó. Sếp mình nói là cái mùi này nó giống sếp mình trước khi mình sếp mình cho ý kiến á, sếp mình xin lỗi mình trước, nói tao xin lỗi mày nha nếu mà tao nói cái này á mà có giống như là offense, nghĩa là giống như là gọi là gì ta, cái gì giống như là mình không ý là không giống như không có muốn, không có ý là chống đối mình đúng không, không có đó, nhưng mà nói thật lòng thôi là cái mùi danger của nữ á, nó giống như cái mùi mà mấy bà già trong mấy hay xịt trong toilet không, giống như là người Mỹ họ, mình không có rành rành về cái mùi đó lắm, nhưng mà sếp mình nói là hồi xưa hồi nhỏ tao bà ngoại tao tao đi qua nhà ngoại tao chơi á, trong toilet có cái mùi này nè, cho nên tao ngửi này tao nhớ tới bà ngoại này giống như mấy bà già vậy đó. Thì nói chung là sếp mình có sao nói vậy thì cũng giống như mình ngửi sao thì mình nói là cứ ngửi đi, cứ cảm thấy sao nói vậy. Thì sếp mình nói là thật sự là cái Elysium nữa là 9,5 trên 10 điểm, còn cái Aventus là 9 9,0 trên 10 điểm. Mình nói oh my god, cái Aventus cái mùi hương nó tự nhiên như vậy, cái Elysium mùi nhân tạo vậy mà tại sao bà lại thích cái Elysium hơn Aventus sếp mình nói tao không biết, tại vì tao ngược giống như sếp mình á, lấy cái tờ giấy á, xong cái lấy miếng băng keo á, dán cái tờ giấy xong ịn lên lỗ mũi vậy đó, để hít hít vô cái thở ra cho cái tờ giấy nó thổi lên vậy đó chọc quê mình vậy đó. Đó thì nói chung á các bạn, sếp mình cũng dễ thương lắm. Thì mình hứa sếp mình đó là khi mà mình review xong cái ống sample này ngày mai mình đem lên mình cho sếp mình, thì nó có khoảng 1 ml thôi. Bữa mình đi vô mình xin được hai sample này. Thì nói chung là sếp mình cũng rất là nâng đỡ mình trong công việc, cho nên thỉnh thoảng mình cũng có hay tặng sample đó. Hôm bữa mình mới vừa tặng cho một ống 50 lít Creed Aventus xong, sếp mình mừng quá trời luôn, cái nói you're so nice, xong cái sếp mình chạy lại ôm mình cái nói thank you thank you sếp mình ghiền cái mùi Aventus lắm, nhưng mà tại vì 435 đô mà sếp mình lại là người độc thân, cho nên không phải giống như là có hai người con, nhưng mà bây giờ làm mẹ đơn thân á đó, cho nên mọi chi tiêu nó đều rất là kỹ các bạn không, chứ không phải là không phải là không có tiền, nhưng mà ý là tiền bạc đó họ dùng trong cái việc khác như cho con cái ăn học nè, hoặc là sinh hoạt hàng ngày, tiền nhà các bạn. Cái bên bên Mỹ nè là cái đầu tiên người ta lo lắng á, đó là tiền nhà, cái thứ hai đó là tiền ăn học cho con gái đó, cho nên á, nước hoa chỉ là phụ thôi đối với họ. Không có cũng được, không có cũng không sao, cho nên khi mà họ nuôi con cái họ thành tài xong rồi đó
thì lúc đó họ mới hưởng thụ cho bản thân mình đó. Thì nói chung á là sếp mình một người rất là tốt các bạn, rất là khó mà kiếm một người sếp giống như vậy đó. Mình làm cũng 7 chỗ rồi, mình làm từ lúc mình qua Mỹ tới giờ mình làm cũng 7 chỗ rồi. Thì hiện tại bây giờ đó, người sếp này là coi như là tốt nhất trong tất cả những người sếp mà mình đã từng theo học hỏi đó. Mấy người kia cũng được, nhưng mà ý là chỉ có người này là họ cái người sếp này là giống như là coi như là không có la mắng gì hết, hiểu không? Ý là có sao thì vô nói nhỏ nhẹ thôi, còn những người khác là họ chửi trên đầu trên cổ các bạn. Thì mình đi làm công thì mình phải chấp nhận thôi, nhưng mà rất là khó kiếm một người giống như là dễ thương gần gũi mà giống như thấu hiểu mà nói chung là rất là vui, và mình cảm thấy rất là may mắn khi mà mình đi theo người sếp này đó. Thì sau này coi như là mình cứ review á, có mấy sample lạ lạ mình hay cho bạn ngửi và khoái lắm. Và nói là hồi trước ấy, tao chỉ có Gucci NV thôi, cái từ ngày tao chơi với mày xong bây giờ tao ngửi tùm lum hết, bây giờ coi như mày làm hại tao, bây giờ tao phải tốn tiền tao mua mấy cái này. Đó. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn ở video của ngày hôm sau, chào tạm biệt.